Vòng 7 Premier League đã khép lại, nhưng sự âm của nó thì vẫn còn được nhắc lại rất nhiều, nhất là sau cuộc đối đầu tâm điểm giữa Liverpool và Tottenham Hotspur. Và nhân vật thu hút sự chú ý của dư luận nhất sau những ngày qua chính là tổ trọng tài điều khiển của trận đấu, bao gồm vị phù áo đen Simon Hopper cùng với tổ trợ lý VAR. Chính quyết định sai lầm trong tình huống Luis Diaz đưa bóng vào lưới của Spurs đã khiến cho hội đồng trọng tài Anh, viết tắt là PGMOL, phải đưa ra lời xin lỗi công khai đến siêu cúp. Và đây cũng là không phải là lần đầu tiên các trọng tài xứ sở sương mù trở thành tâm điểm của chỉ trích. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi tổng hợp 14 lần mà PGMOL phải lên tiếng xin lỗi các đội bóng vì sai lầm đến từ người cầm cân nảy mực. Tottenham 2-1 Liverpool ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đầu tiên chính là trận đấu vừa diễn ra cách đây ít ngày. Phút 34, Salah có đường chọc khe cho Luis Diaz băng xuống trống trải. Chất sút người Colombia dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Vicario. Tuy nhiên bàn thắng của anh đã không được công nhận. VAR vào cuộc và đã xác định Luis Diaz đã biệt vị. Trọng tài VAR là Darren England đã không kể vạch và cho hiển thị hình ảnh của ngôi sao giao cúp biệt vị như thông thường. Để rồi hội đồng trọng tài Anh, viết tắt là PGMOL, đã phải công khai xin lỗi ngay sau trận đấu tại sân Tottenham Stadium. Manchester United 1-0 Wolverhampton ngày 14 tháng 8 năm 2023. Tiếp đến là tình huống diễn ra ở ngay vòng đấu mở màn Premier League mùa giải này trên sân nhà. Quỷ đỏ đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi giành thắng lợi tối thiểu trước các vị khách đến từ vùng Tây Midlands. Nhưng điểm nhấn của trận đấu lại chính là pha bóng ở những phút bù giờ cuối trận khi Andre Onana phạm lỗi với Sasa Kalajic trong vòng cấm. Lại một lần nữa thì Simon Hooper là vị phù áo đen điều khiển trận đấu này. Và trọng tài VAR Jonathan Moss đã không chỉ đạo trông để kiểm tra tình huống có thể là một quả penalty. Tottenham 2-1 Brighton ngày 8 tháng 4 năm 2023. Trận đấu ở giai đoạn cuối mùa giải 2022-2023 mang ý nghĩa rất lớn với hai đội trong cuộc đua cạnh tranh một suất giữa cúp châu Âu, và phần thắng đã thuộc về gà trống. Nhưng trọng tài Stuart Atwell mới là tâm điểm. Ông đã có một tình huống từ chối một quả phạt đền rất rõ ràng khi Pierre-Emile Højbjerg phạm lỗi với Kaoru Mitoma trong vòng cấm. Quyết định này đã được sự đồng thuận của trọng tài VAR Michael Salisbury, và để rồi cuối cùng, PGMOL đã phải lên tiếng xin lỗi vì sai lầm của hai vị phù áo đen này. Everton 0-1 Man City ngày 26 tháng 2 năm 2023. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng nhà đương kim vô địch đã không hề có một trận đấu dễ dàng cho Everton. Đội bóng kia đang gục lặn ở khu vực cầm đèn đỏ. Phải nhờ đến bàn thắng ở phút 82 của Phil Foden, Man City mới có thể giành trọn 3 điểm. Nhưng đội chủ nhà có quyền tiếc nuối khi họ đã bị trọng tài Paul Tierney và người điều hành phòng VAR là Chris Kavanagh bỏ qua một tình huống chạm tay của Rodri ở trong vòng cấm. Nếu quyết định đưa ra chính xác, đó sẽ phải là một quả 11m dành cho nửa xanh vùng Merseyside, và chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Arsenal 1-0 Brentford ngày 11 tháng 2 năm 2023. Trận cầu đáng chú ý giữa hai đại diện thành London đã diễn ra hấp dẫn đúng như kỳ vọng khi Leandro Trossard là người mở tỷ số phút 66, nhưng đến phút 74, Ivan Toney đã săn bằng cách biệt. Nhưng chính pha lập công của tiền đạo người Anh đã gây ra một sự tranh cãi rất lớn. Ngôi sao của Brentford đã rơi vào thế việt vị khá rõ ràng, nhưng trọng tài chính là Lee Mason đã bỏ qua, và ngay cả VAR cũng không can thiệp, để rồi pháo thủ đánh rơi 2 điểm một cách vô cùng đáng tiếc. Crystal Palace 1-0 Brighton ngày 11 tháng 2 năm 2023. Cũng tại vòng đấu thứ 23 của Premier League mùa trước, trong trận đấu giữa Crystal Palace và Brighton, Solimach đã mở tỷ số cho đội khách ở phút 63, nhưng chỉ sau đó 6 phút, James Tonkins đã quần bành khoảng cách. Và nếu các trọng tài chuẩn xác hơn, thì chim bóng biển đã có thể giành được thắng lợi khi người điều hành phòng VAR là ông John Brooks đã kèm vạch việt vị sai, để rồi từ chối bàn mở tỷ số của Purvis Estupinan và khiến cho thầy trò Roberto De Zerbi vô cùng phẫn nộ. Brighton 2-1 Liverpool ngày 29 tháng 1 năm 2023. Một đối đầu cực kỳ hấp dẫn tại đấu trường FA Cup đã kết thúc không thể kể tính hơn khi Kaoru Mitoma đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+2, mang về tấm vé đi tiếp cho Brighton. Sai lầm của các vị phù áo đen ở trận này không đến từ các tình huống trong vòng cấm, mà là pha bóng thoát thẻ đỏ của Firmino khi anh phi thẳng cầm giày với Ivan Ferguson. Nếu quyết định chính xác được đưa ra, Liverpool có lẽ sẽ còn sớm nhận thất bại hơn. Aston Villa 3-1 Manchester United ngày 6 tháng 11 năm 2022. Tình huống gây tranh cãi trong trận đấu này lại đến từ quả đá phạt của Lucas Digne, và vị trọng tài chính điều khiển trận đấu này chính là Anthony Taylor. Ông đã từng gây ra rất nhiều tranh cãi với nhiều quyết định khó hiểu, và trên sân vận động Villa Park, ông đã sắp xếp cự ly hàng rào một cách khó hiểu. Khoảng cách quá xa như vậy là điều kiện không thể lý tưởng hơn cho một chân sút cự phách như hậu vệ người Pháp ghi bàn, và điều đó gần như đã nhấn chìm quỷ đỏ. Nottingham Forest 2-0 Brentford ngày 5 tháng 11 năm 2022. Cũng tại vòng đấu thứ 15 ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023, mặt chạm trán giữa Nottingham Forest và Brentford đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Bàn phản lưới nhà những giây phút bù giờ cuối cùng của Mathias Jochensen chưa phải là điểm nhấn duy nhất của trận đấu, mà là tình huống mà Bayern được hưởng quả phạt ở cự ly 11m.
xếp lại băng quay chậm cho thấy thủ thành Dean Henderson đã va chạm không đáng kể với Joanne Wissa, nhưng trọng tài Andre Mariner vẫn quyết định cho đội khách được hưởng penalty và Brian Embiomo đã không thể bỏ lỡ. Fulham 3-0 Aston Villa vào ngày 20 tháng 10 năm 2022. Trận đấu tại Craven Cottage đã diễn ra khá hấp dẫn, nhưng chỉ một tình huống gây tranh cãi đã phá hỏng đi tất cả. Phút 61, sau tình huống tranh chấp, Douglas Lewis cùng với Alexander Mitrovic đã lao vào nhau, và rồi trọng tài chính Michael Oliver đã rút ra tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ người Brazil. Nhưng xem xét lại tổng quan sự việc, chúng ta có thể thấy rằng chính tiền đạo người Serbia là nhân vật đã khơi mào và quyết định không chính xác đã phá sạch mọi nỗ lực của Aston Villa. Manchester United 3-1 Arsenal ngày 4 tháng 9 năm 2022. Đoàn quân của Erik Ten Hag đã xuất sắc chấm dứt mạch toàn thắng của pháo thủ thành London khi đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà. Nhưng có lẽ là số phận của trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác nếu bàn thắng mở tỷ số của Bryan. Nhưng có lẽ số phận của trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác nếu bàn thắng mở tỷ số của Gabriel Martinelli được công nhận. Và đã từ chối màn ăn mừng của tiền đạo người Brazil khi cho rằng Martin Odegaard đã phạm lỗi với Christian Eriksen ở giữa sân. Nhưng rồi thì pha tác động ấy là chưa đủ để có thể thổi phạt đội trưởng của Arsenal. Newcastle không đều Crystal Palace ngày 3 tháng 9 năm 2022. Trận đấu diễn ra trên sân vận động St. James Park có lẽ đã không kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng nếu trọng tài Michael Salisbury nhận định chính xác tình huống ở diễn ra ở đầu hiệp 2. Bàn phạt lưới nhà của Tyrick Mitchell không được công nhận sau khi bị bùa đen nhận định sai về tình huống cản trở thủ môn Vicente Guaita của Joe Willock. Đó là pha bóng chủ động của người gác đền bên phía The Eagles và người chịu trận chính là cựu sao Arsenal. Chelsea 2-1 West Ham ngày 3 tháng 9 năm 2022. Chỉ trong vòng một vòng đấu mà có đến 3 lần, VGMOL phải đưa ra lời xin lỗi. Và sau hai màn chăm chán kể trên, chúng ta đang nói đến trận đấu giữa Chelsea và West Ham. Sức ép của bố tạ đã giúp cho họ có cơ hội tìm thấy bàn gỡ hòa hai đều, nhưng trọng tài Andy Murray lại không nghĩ vậy. Sau khi xem lại băng hình, ông đã quyết định Jarrod Bowen đã phạm lỗi với thủ thành Edouard Mendy và từ đó thì bàn thắng đã không được công nhận, dẫn đến màn phản đối kịch liệt của David Moyes cùng với các học trò. Crystal Palace 3-1 Aston Villa ngày 20 tháng 8 năm 2022. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với màn đối đầu giữa Crystal Palace và Aston Villa. Với lợi thế sân nhà, đại diện thành London đã có được thắng lợi với tỷ số 3-1, nhưng kết quả này cũng đã cộng hưởng từ quyết định sai lầm của trọng tài Andy Murray. Lúc mà trận đấu đã có tỷ số hòa 1 đều, ông đã có quyết định gây tranh cãi khi cho The Eagles hưởng phạt đền. Dù cho cánh tay của Lucas Digne đang dang ra rất tự nhiên để giữ thăng bằng, chứ không cố ý ngăn cản đối thủ, kể từ đó thì đại diện thành London đã có được sự hưng phấn và giữ trọn vẹn 3 điểm tại sân nhà.